Đây bàn tiệc thánh thể là bàn tiệc của sự hiệp nhất, và việc tiếp rước thánh thể chính là kết hiệp mật thiết với chính Chúa Giêsu, là nguồn mạch của hạnh phúc, yêu thương và bình an. Xin cho các em được rước Chúa lần đầu chiều nay, cũng sẽ được Chúa yêu thương cho đến trọn đời của các em. Reverend Fathers, Sisters, and our dear congregation of God, we would like to warmly welcome and thank you very much for your coming to celebrate a very special Thanksgiving Mass for our 25 young children who have received the sacraments of reconciliation last Wednesday, and will receive Holy Communion for the first time in their lives tonight. May Almighty God bless them today and every day of their lives. Giờ đây, chúng con xin kính mời quý cộng đoàn cùng đứng để bước vào thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây. Quý sơ, quý bà, anh chị em. Hôm nay thánh lễ chúng ta có sự đặc biệt là 25 năm em sẽ lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng. Đây là một biến cố quan trọng rất đặc biệt trong cuộc đời các em. Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho các em để các em xứng đáng là một môn đệ của Chúa và được Chúa Kitô luôn sống trong tâm tình của các em và các em sống trong Chúa. Với ý nguyện đó, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các em trong thánh lễ này, cùng với những ý lễ mà chúng ta dâng hôm nay. Linh hồn Anton Nguyễn Văn Tài, Dỗ Giáp Năm, Giuse Mara Lâm Văn Ri, Dỗ Giáp Năm, Mara Huỳnh Thị Sự, Giam Batista Phan Văn Quy, Giuse Lâm Khả Thăng, Giuse Phan Quang Đoàn, Giuse Võ Thanh Quang, Giuse Trần Minh Nhật, Simon Nguyễn Đức Ký Lễ Dỗ, Francisco Xavier Trần Quang Định, Giuse Ngọc Nguyễn Ngọc Khang, Mara Nguyễn Thị Ngọ, Alfonso Ariano, linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại, Giuse Trịnh Như Lập, Giuse Văn Bình, Mara Ngô Hồng Ân, Dỗ Ba Năm, Mara Nguyễn Thị Như Hường mới qua đời ở bên Mỹ. Thánh lễ tạ ơn Chúa và mẹ Mara cùng thánh tạ cả Giuse cho gia đình bình an, một thánh lễ cầu nguyện cho như ý. Tạ ơn Chúa và mẹ Mara cho con trai Roni rước lễ lần đầu. Xin cho mẹ được bình an, khỏe mạnh và bình an. Cầu bình an cho gia đình.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu mà tiếng Latin gọi là agape. Agape là tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và tình yêu đó, Ngài luôn luôn ở với chúng ta qua những thánh lễ mà chúng ta cử hành chung. Và đặc biệt hôm nay, các em lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng. Đó là một món quà đặc biệt, rất sang trọng, rất thánh thiện, rất thiêng liêng cho cuộc đời đức tin của các em và cho cả chúng ta nữa. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm xin Chúa hãy chúc lành cho các em và chúc lành cho mỗi người chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đói nhìn. Nay chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. A reading from the prophecy Isaiah. Say to all faint hearers, courage, do not be afraid. Look, your God is coming. Vengeance is coming. The retribution of God. He is coming to save you. Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf unsealed. Then the lame shall leap like a deer, and the tongues of the dumb sing for joy. For water gushes in the desert, streams in the wasteland. The scorched earth become a lake, the parched land springs of water. The word of the Lord. Thanks be to God. Thánh Gia-cô-bê tông đồ, anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giê-su Ki-tô vinh hiển, Chúa chúng ta. Anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng, lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo sống dơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói, xin mời ông ngồi chỗ danh dự này. Còn với người nghèo khó, thì anh em lại nói rằng, còn anh đứng đó, hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe. Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước người đã hứa cho những kẻ yêu mến người đó sao? Đó là lời Chúa.
Xin kính mời cộng đoàn đứng. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Thi-rô qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền Thập Tịnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng với người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay anh ta được mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, tất cả mọi thánh lễ, cho dù một thánh lễ hàng ngày, hay thánh lễ Chúa Nhật, thánh lễ Phục Sinh, thánh lễ Giáng Sinh, thánh lễ trọng, bất cứ thánh lễ đó đều có những sự đóng góp của toàn thể dân Chúa. Bằng hình thức này hay hình thức khác, bằng sự trang trí, bằng sự chuẩn bị, bằng tất cả tâm hồn chúng ta chuẩn bị để cùng đến với thánh lễ. Cái điều này nói lên một điều rất quan trọng là từ bước chuẩn bị cho đến một thánh lễ mà chúng ta đáng ghi nhớ, đáng trân trọng và đáng được yêu thương. Đó là qua cái sự kết hợp mật thiết mà Chúa Kitô dành cho tất cả mọi người chúng ta, qua chính mình và máu của Chúa Kitô. Điều này nói lên một cái điều quan trọng, đó là món quà rất rất đặc biệt mà từ Thiên Chúa ban tặng cho loài người qua hình thể của Chúa Giêsu hiện diện trên thế gian này, là một món quà chưa bao giờ mà trên thế gian này có một người nào ban tặng cái món quà đó. Món quà đó đến ngày cũng phải viên mãn, cũng phải ra đi, Ngài chết. Nhưng Ngài lại không để con gái Ngài bơ vơ. Ngài muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đó là bí tích thánh thể. Ngài muốn ở với chúng ta qua hình dáng từ tấm bánh này, từ chén rượu này. Ngài biến đổi tất cả cái sự đó của vật chất trở thành một vật ăn linh thiêng cho tất cả mọi người, đặc biệt những người Kitô hữu. Và hôm nay chúng ta thấy 25 năm em đã chuẩn bị tâm hồn gần một năm trời nay. Đây là một điều rất quan trọng trong chặng đời đức tin của các em. Qua bí tích rửa tội chúng ta chưa nói, mà đây là bí tích các em đã ý thức được rằng hôm nay các em lãnh nhận ai chính là Chúa Kitô, là bánh hàng sống, là bánh hàng sống đem sự sống đời đời, là bánh yêu thương, là bánh kết hợp, là bánh tha thứ, là bánh diễn tả mọi tâm trạng, tâm tư của con người mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta thử suy nghĩ coi, cái mà cái cảm giác đầu tiên mà khi tôi lãnh nhận tấm bánh thánh thể mà khi tôi còn bé,
Tôi tin chắc rằng ba mẹ tôi không nhớ. Không nhớ cảm giác đó. Ba mẹ tôi dẫn tôi đến nhà thờ để chuẩn bị tất cả. Ba mẹ tôi không nhớ. Nhưng tôi rất nhớ rằng khi mà tôi đưa lưỡi ra để nhận tấm bánh thánh thể, cái cảm giác đó nó trào dâng, nó sung sướng, hạnh phúc đến tột cùng như thế nào. Thì hôm nay tất cả các em, cho dù tâm tư các em có làm sao, nhưng mà Chúa Kitô đã trào dâng trong tâm hồn của các em, ban cho các em một cái hình thái đặc biệt là trở nên một với Chúa Kitô, trở nên một với cộng đoàn, trở nên một với giáo hội qua sự hợp lại chúng ta cùng dâng thánh lễ. Chúng ta thấy tầm quan trọng, nó rất quan trọng. Mặc dù chúng ta trang trí bề ngoài, hình thức bao nhiêu, chuẩn bị bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu sự trang trí đó là một hình thức để tạo nên một không gian tốt đẹp, tạo nên một không gian để kêu gọi tất cả chúng ta hôm nay có một sự đặc biệt nào đó. Nhưng cái không gian đặc biệt nhất mà hôm nay các em chuẩn bị đó là tâm hồn. Không có một cái món quà nào mà nó đẹp bằng cho chúng ta trao tặng cho Chúa Kitô cái tâm hồn của mình trong trắng tơn sơ. Cho dù bó hoa có để tất cả ở nơi đâu hay trang trí bất cả nơi đâu mà không có sự chuẩn bị tâm hồn thì thật đó là những điều mà chúng ta làm hình thức bên ngoài. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn thật kỹ đáo cho các em, để cái cảm giác đó phải nhớ, rất nhớ trong cuộc đời. Và cái cảm giác đó, cái tình cảm đó, các em sẽ không bao giờ quên. Tôi nói đây là chính cái cảm giác của tôi khi tôi còn nhỏ. Thế thì như vậy, tôi bảo đảm rằng khi mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta tới đây để nhận tấm bánh thánh thể là Ngài kêu mời tất cả, cho dù có sang, cao sang, quyền quý hay nghèo hèn đến mức độ nào, tội lỗi đến mức nào, mà chúng ta chuẩn bị tâm hồn đơn sơ trong trắng thì Ngài sẽ mời gọi chúng ta trở nên một gia đình. Vì Ngài là cội nguồn của tất cả con người chúng ta, là nguồn mặt hàng sống. Đã gọi là một gia đình, một cộng đoàn, một giáo xứ, là kết hợp tất cả sự khác biệt của nhau trở thành một gia đình. Kết hợp sự khác biệt, sự khó khăn, sự không hài hòa với nhau trở thành một gia đình. Đó là giáo hội, đó là gia đình, đó là cộng đoàn mà chúng ta phải suy nghĩ mỗi người đóng góp. Cho dù chúng ta không đóng góp bằng tất cả sự trang trí hay bất cứ, nhưng tôi tin chắc rằng quý vị dành cho các em hôm nay cái sự cầu nguyện rất đặc biệt. Cái cầu nguyện đó làm cho chúng ta mới có cái sự liên kết trong một tâm tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong tiết thánh thể. Nho Thái giáo, Hy Lạp hay nô lệ, Thánh Phêrô nói không còn quan trọng nữa. Chính Chúa Kitô đã đến và làm cho họ trở nên một gia đình. Hôm nay tâm tư của chúng ta có sự khác biệt như thế nào? Qua tâm tính đó, qua bánh đó, bí tích đó, Ngài làm cho chúng ta trở nên khác biệt, là một tấm bánh cộng đoàn yêu thương, tấm bánh gia đình, tấm bánh hạnh phúc. Và những cái điều đó, chúng ta không phải là lấy bó hoa này, lấy tâm tình kia đặt để vào trong họ. Chúng ta hãy đặt để chính Chúa Kitô là cái bó hoa quan trọng nhất. Không phải đặt nơi đâu, mà đặt ngay chính tâm hồn của mình. Để đó là một cái bó hoa mà chúng ta dâng tặng như một món quà mà chính Chúa Kitô đã trao tặng cho chúng ta, mà Thiên Chúa qua Chúa Kitô trao tặng cho chúng ta. Điều đó là món quà đặc biệt nhất mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thì hôm nay các em hãy tặng cho Thiên Chúa một tâm hồn đơn sơ, thánh thiện, và các em sẽ đón nhận Ngài ngự trong tâm hồn của các em. Và chúng ta nữa, tại chúng ta ngồi đây thì chúng ta cũng đến ao ước để rước lấy mình vào Thánh Chúa. Và chúng ta ao ước điều đó thì Chúa sẽ thực hiện một sự trao đổi kỳ diệu, là chúng ta được yêu thương và Ngài yêu thương chúng ta. Đó trao đổi rất kỳ diệu trong tâm tư của mỗi người. Cho dù chúng ta có bực dọc hay khó khăn hay suy nghĩ bất khác nào đi nữa, Ngài sẽ hoán chuyển tất cả điều đó trở nên một tâm tư yêu thương dành trọn vẹn cho chính Chúa Kitô và dành trọn vẹn cho những người xung quanh của chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm cầu nguyện đặc biệt cho các em hôm nay, để các em đáng ghi nhớ một ngày đặc biệt
là Chúa ngự vào tâm hồn các em. Amen. Xin mời chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kênh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kênh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, liền bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người chiều đông đanh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiều khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Bí tích Thánh Thể là sáng kiến tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong tâm tình yêu mến cảm tạ cùng với các em lặng nhẫn Bí tích Thánh Thể hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin sau đây. Let us pray for the Holy Church. May it feed us with God's holy word and with the holy bread of the Eucharist, giving us life eternal. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for all the priests, catechists, teachers, and all who helped us in preparation for our first confession and Holy Communion. May God bless them and bestow upon them the gifts they need for happiness and salvation. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for all the children who today, for the first time, will receive Lord Jesus in Holy Communion. May they love Him with all their hearts and forever live faithfully. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con được hạnh phúc trước Chúa là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ chúng con, nhờ sự hy sinh dạy dỗ của quý cha, quý sơ, quý giáo lý viên. Xin Chúa ban cho các ngài luôn hồn an sắc mạnh và đầy tràn ơn Thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúc ngự vào tâm hồn chúng con lần đầu tiên. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban cho mọi người chúng con có một tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, biết sốt sắng tham dự thánh lễ và luôn ý thức rước lễ cách xứng đáng, để tâm hồn chúng con luôn được Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa.
Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta thân lặng trong một giây lát cầu nguyện cho những người đau bệnh trong cộng đoàn của chúng ta được bình an và bình phục, và cho những ước nguyện của mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban chúc lành. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống và ơn cứu chuộc của chúng con, xin đón nhận những tâm tình chúng con vừa dâng lên, giúp chúng con sốt sắng lắng nhận và tích cực sống mầu nhiệm Thánh Thể trong cuộc đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thầy Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả,
Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận, thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên tâm hợp ý đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không ngừng cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi, tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa thánh nào vì trời đất đầy vinh quang. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng cùng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con,
và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài. Các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi cho chúng con và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Ta thật lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã nơi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, ngài Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chuyên nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa kêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đã thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đừng kêu đồ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phu trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
for first Holy Communion, they're going to receive the body of Christ first. Can you please go up and one by one? What a crest.
body of Christ. Amen. Chúa ơi, xin mở môi con cho
Kadon. Let us stand for our final prayer. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đáng được hưởng thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi. Người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Xin mời quý cộng đoàn chúng ta ngồi. Now is the time to present you with your certificate. When your name is called, please kindly stand up and make your way to the front to receive your certificate and have your photo taken. Please proceed to the designated area we arrange. I respectfully invite Father Kim Sung and Ko Yang to receive First Holy Communion Sacrament Certificate to the candidates. And also I respectfully invite An Huy Cận and Ko Chang to resend Reconciliation Sacrament Certificate to the candidates. J. Dominic Lay. Take a Jew certificate. Oh. Katarina Thiên Phụng. Emmanuel Alex Dương. Teresa Châm Anh. Dominic Jason Lam. Teresa Giáng Tiên. Dominic Johnny. Chloe Teresa Phan. Joseph Tandy. Luca Roni. Anthony Minh Khôi.
Benedicto Hoàng Long. Charles Maria Đoàn. Joseph Aiton Hill. Maria Summer. Jason Luca Tom. Charlie Peter. Charlie Peter. Teresa Hanna. Joseph Peter. Joseph Peter. Teresa Hồng Ân. Peter only one. Hồng Ân. Melissa Phạm. Dennis Dominic. Francis Harry Hin. Gia Bảo Joseph Lê. Joseph Oliver. Vincent Quốc Huy. I respectfully invite Father Kim Sơn and Huy Cận, Sir Kim Yung and all the Catholics kindly to come forward to take souvenir photo with the cardinals. Oh.
Smile, test, smile one. Okay, one, two, three, smile. Okay. Thank you very much, Father, sisters, and on the Catholic. May the newly communion garden days please return to your places. Return to your place. Thank you very much. Kính thưa quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa, một lần nữa con xin được đại diện cho ban giáo lý và đặc biệt xin cùng với các em xưng tội rước lễ lần đầu cũng như phụ huynh của các em chiều nay. Trước hết, chúng con xin chân thành cảm ơn cha quản nhiệm Kim Sơn đã luôn ưu ái và dành cho chúng con rất nhiều quan tâm khích lệ, cho các em được lãnh nhận bí tích xưng tội và rước lễ lần đầu hôm nay. Kế đến, chúng con xin cũng bày tỏ nơi đây lòng biết ơn sâu xa đến cha Mikae Phạm Quang Hồng đã dâng thánh lễ và cầu nguyện đã truyền cho các em rất nhiều cảm hứng và khích lệ qua những lời khuyên thật tốt đẹp của cha để các em đến với Chúa Thánh Thể lần đầu tiên chiều nay. Và cha đã trang trí hình ảnh của các em một cách rất đặc biệt để xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em. Cảm ơn quý cha đã cho chúng con một thánh lễ thật trang trọng và đầy ý nghĩa. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác xuống trên quý cha. Với tất cả tấm lòng tri ân, chúng con xin cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Phụng vụ, Ca đoàn Teresa, Sơ Bích Thuận đã làm chứng chỉ và video cho các em, Ban Cấm Hoa, Ban Trật Tự, Ban Truyền Thông, Nhiếp Ảnh Gia. Đặc biệt con xin cảm ơn Sơ Kim Dung và các chị giáo lý viên, chị Giang Vũ, chị Ngọc Lương và chị Trang Trần đã và đang cộng tác đắc lực với con trong chương trình giáo lý này. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người chúng ta. Trong đó, chúng con cũng xin cảm ơn đến tất cả quý ban ngành, hội đoàn, đoàn thể cùng tất cả quý anh chị em, những người đã tận tâm, hy sinh, cộng tác với chúng con, giúp cho các em và cho thánh lễ chiều nay được trang trọng và sốt sắng. Con cũng xin cảm ơn đến quý phụ huynh của các em đã lãnh nhận bí tích thánh thể hôm nay, đã hy sinh thời gian quý báu trong một năm qua, tạo điều kiện cho các em được đến với lớp giáo lý vào mỗi chiều thứ Bảy để học hỏi về lời Chúa và về giáo hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị luôn mãi. Sau hết, xin chúc mừng tất cả các em xưng tội và rước lễ lần đầu, cùng mỗi gia đình của các em, một ngày lễ tuyệt vời và đáng ghi nhớ trong cuộc đời của các em. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ngự trị trong tâm hồn của các em hôm nay và mãi mãi. Dear children, today is the blessed day when you receive the Eucharist for the first time in your life. May the Eucharistic Jesus always reign in your heart and be the motivation for you to move forward in the future. I also give thanks to the parents of the children receiving the Holy Communion today who have sacrificed your precious time over the past year, creating conditions for your children to come to catechism class and visit today afternoon to learn about God and the Church. Congratulations to 25 First Holy Communion children and families. May Jesus Christ be always with you in your life. Và sau hết, để bày tỏ tấm lòng tri ân với quý cha như những người cha tinh thần của cộng đoàn, các em xin được kính tặng cha quản nhiệm Kim Sơn những cành hoa xinh tươi, tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng chất chứa trọn vẹn lòng tri ân của các em và của chúng con. Xin cha vui lòng nhận cho.
Xin cộng đoàn cho chúng con một tràng pháo tay thật lớn để cùng chung vui với các em. Oh, thank you. Thank you very much. It's quite heavy, isn't it? Thank you. Well done, guys. Oh, cái này nữa hả? What's that? And turn back, take the photo with the father. Oh, turn and around. Turn around, okay. Turn back. Okay. Okay, okay. Bây giờ làm sao? Okay, con đứng giữa nha. Okay. Rồi. Okay. Cảm ơn anh. Thank you, sir. Một lần nữa con xin cảm ơn quý cha, quý sơ và quý cộng đoàn. Này, để đâu đây? Okay. Thank you very much, Sister Batmai and Sister Kim Jung and Catechist. They have been doing a great job for this occasion for children, for 25 children in our parish here. And next week, tuần tới chúng ta có thánh lễ. 21 em sẽ được Đức Tổng Giám mục Timothy thêm sức cho các em cũng vào 6 giờ tối chiều hôm nay, tuần tới. Và Ngài sẽ đến ban Tết thêm sức cho tất cả 21 people. Chúng ta cầu nguyện cho các em. We finish now, right? Okay. What's that? What's going on here? Nothing? Okay. Right. Trong tuần này hoặc tuần tới, hai tuần tới nữa thì ban thường vụ, đại diện cho ban thường vụ, anh Phạm Xuân Bình sẽ trình bày về ban thanh tra Safe Garden của toàn quốc. Một người bên Sydney và một người bên này, họ đến thanh tra vào sáng thứ tư vừa rồi, từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 11 giờ rưỡi trưa, gần 3 tiếng đồng hồ, và họ đi tất cả trung tâm. Và anh Phạm Xuân Bình sẽ trình bày cái điều này đến chính quyền đoàn trong những tuần tới, để chúng ta để biết tại sao mà bây giờ nó có những sự thay đổi trong địa phận và toàn thế giới. Thôi, lễ đã dài thôi, xin bây giờ chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ.